Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi vụ án mạng tại quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh khiến một nữ nhân viên thiệt mạng gây xôn xao dư luận. Tính đến sáng ngày 9 tháng 1, kẻ thù ác vẫn đang được cảnh sát phối hợp cùng người dân truy lùng ngày đêm và chưa có hồi kết. Nghi phạm sau khi sát hại nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã lái xe máy đến bỏ trốn ở khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đến nay danh tính kẻ sát nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa tiết lộ. Lực lượng công an đã dồn toàn lực khẩn trương bao vây một khu đất cây cối rậm rạp tại xã Lương Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để vây bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê. Tại khu vực này, cảnh sát đã huy động chó nghiệp vụ và sử dụng flycam để truy tìm nghi phạm gây ra vụ án trên. Qua ghi nhận, khu vực nghi có nghi phạm đang lẩn trốn là một khu đất rộng lớn hàng trăm hecta ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nơi đây bị che khuất bởi cây cối, có hoang mọc um tùm, bên trong không có đường nhưng nhiều rạch. Bao quanh khu vực này cũng có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh dù khá nhỏ hẹp. Ngay khi xác định nghi phạm có khả năng đang chạy trốn, ẩn nấp trong khu vực này, nhiều cảnh sát của Công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An cùng lực lượng dân phòng đã bao vây khu vực này, các lối ra vào đều có chốt chặn kiểm soát. Tuy nhiên do khu vực rất rộng lớn, lại cây cối um tùm nên việc truy tìm rất khó. Theo đó, cảnh sát đã được tăng cường thêm xuống khu vực này, tiếp tục kiểm soát mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp ranh. Trước đó, trưa 6 tháng 1, người dân nghe tiếng hô hoán trong một kiosk là quán bán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nên chạy tới thì nhìn thấy một người đàn ông trên xe máy chạy khỏi kiosk trên. Qua kiểm tra, người dân phát hiện chị NTHP, sinh năm 2002, nhân viên quán, nằm bị thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P đã tử vong. Công an có mặt khám nghiệm, điều tra xác định nạn nhân tử vong bởi nhiều thương tích. Người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông lái xe máy rời đi có vết máu ở chân. Xe máy mà người này lấy đi là của chị P. Thời điểm khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 1, người dân ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức phát hiện một người đàn ông vào quán nước giải khát trên địa bàn. Người này giống nghi phạm cướp tài sản và lấy xe máy của chị NTHP ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Mà báo chí thông tin nên người dân đã trình báo đến lực lượng chức năng. Ngay sau đó, người đàn ông này đã nhanh chóng bỏ trốn và để lại chiếc xe máy. Trong quá trình điều tra vụ án giết người cướp của xảy ra ở một quán cà phê nằm tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 1 và ngày 8 tháng 1, tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nơi nghi phạm bỏ xe lần trốn, các lực lượng chức năng vẫn đang lần theo dấu vết hung thủ. Theo thông tin được biết, chủ quán cà phê trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm gây ra vụ án mạng trên. Bà cho hay, thời điểm sắp xảy ra vụ việc là khoảng hơn 16 giờ ngày 6 tháng 1. Nghi phạm dừng xe ở cửa hàng của bà để mua nước và thuốc lá. Bà cho hay lúc đó chỉ thấy đôi mắt, đồng thời thấy cách nghi phạm mua nước cũng khác với người thường. Bà cho biết sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu Wi-Fi, nói chuyện với người nào đó hồi lâu. Sau đó hắn gọi mì tôm để ăn nhưng không ăn. Khoảng 30 phút sau, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà xem hình nghi phạm. Lúc đó bà bàng hoàng vì không nghĩ đã tiếp xúc với nghi phạm giết người hơn 4 tiếng đồng hồ. Hai ngày nay, nghe thông tin kẻ giết người lần trốn ở khu vực này, anh S, chủ vườn chanh ở ấp 7, lo sợ không dám đi thăm vườn. Đến sáng ngày 8 tháng 1, thấy lực lượng công an đông, an toàn nên mới dám vào thăm vườn chanh. Khi vào thăm vườn, anh phát hiện bị mất tấm bạt che xe rùa trong vườn. Không biết có phải nghi phạm lấy hay không, anh S cho hay. Theo người dân nơi đây, các lực lượng tham gia truy bắt nghi phạm đã làm việc xuyên đêm. Công an tỉnh Long An và Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí thêm lực lượng để khép chặt vòng vây nhằm sớm bắt được hung thủ giết người cướp tài sản. Một vụ án mạng đau lòng khác cũng mới xảy ra cách đây không lâu, khiến dư luận không khỏi quan tâm. Gần 21 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2023, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ hiện trường, điều tra vụ người đàn ông ra tay người phụ nữ cùng hai cháu bé rồi phóng hỏa căn nhà trong con hẻm ở khu vực. Ông M, sinh năm 1980, hàng xóm, người giáp mặt nghi phạm cho biết khi đang làm việc thì bất ngờ phát hiện vụ cháy. Ông chạy đến hỗ trợ dập lửa, nhìn thấy người phụ nữ gục trước nhà và trên cơ thể có vết thương. Riêng hai đứa trẻ không qua khỏi do hỏa hoạn. Người hàng xóm cho biết thêm, chị Dê sống ở đây được một thời gian và đã ly dị chồng. Trong thời gian này, chị Dê có quan hệ với một người đàn ông khác. Trong hai đứa trẻ, có một bé là con của người phụ nữ xấu số,
con trông của nạn nhân đang làm ăn xa, đã được người thân báo tin. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ xe máy tay ga của nghi phạm để lại. Trích xuất dữ liệu camera an ninh, khoảng 16 giờ 35 phút, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe chở theo một căn xăng. Khi tới đầu hẻm, nghi phạm dừng lại ngắm nghía, móc điện thoại ra xem. Sau đó người này chạy thẳng xe đến căn nhà nạn nhân, rồi hỏa hoạn bùng lên. Bà H, ngụ quận 8 cho biết, nạn nhân là chị D, sinh năm 1991, mới mua căn nhà ở hẻm đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 được vài năm nay. Chị D sống cùng con nhỏ 2 tuổi và người mẹ nhưng ít tiếp xúc với mọi người. Hôm đó, người bà con tới gửi một cháu bé cho chị D chăm sóc. Bà H kể, bà đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô hoán nên chạy ra. Khi ra tới nơi, bà nhìn thấy chị D nằm gục trước căn nhà với nhiều thương tích. Cùng lúc người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm căn xăng khoảng 30 lít xông vào căn nhà đổ ra sàn, châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra ngoài để lại xe máy. Hàng xóm lúc này dùng nước, bình chữa cháy dập lửa và chạy lên lầu mở cửa cứu hai đứa bé, nhưng cả hai đều đã tử vong. Sau đó người trong con hẻm tập trung hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên do lửa cháy lớn, mùi xăng nồng nặc nên mọi người xung quanh đành bất lực trình báo cơ quan chức năng. Bà T sống gần hiện trường cho biết, lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày, bà nghe tiếng truy hô cháy cháy. Bà chạy ra thì thấy một căn nhà cấp 4 trong con hẻm bốc cháy, cùng lúc người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ chạy bộ rời khỏi hiện trường. Nghi phạm sau khi gây án xong bỏ chạy ra con hẻm một đoạn thì cởi áo rồi bắt xe ôm tẩu thoát. Khi nghi phạm đi tới gần cầu xóm chỉ thì bị lực lượng chức năng ập lại khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở công an, một bảo vệ dân phố cho biết. Trước đó vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ ông Trình Văn Huấn, 47 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, cùng hai người con của ông này để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 29 tháng 10, ông Nguyễn Văn Sinh, 57 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, cãi nhau với một thanh niên gần cửa nhà ông Huấn nên ông Huấn ra can ngăn, thì nam thanh niên trên lái xe đi. Ông Sinh yêu cầu ông Huấn đưa nam thanh niên kia ra gặp mặt nói chuyện nhưng ông Huấn không biết là ai. Hiệp là con ông Huấn ra đôi co với ông Sinh và đẩy ông này về. Tối cùng ngày, ông Sinh cùng với ba người khác là Lê Văn Ý, Nguyễn Văn Dìn, con trai ông Sinh và Hoàng Văn Tuấn mang theo hung khí đến nhà ông Huấn giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp hai con ông Huấn, ông Sinh, Ý, Rin cầm hung khí và Tuấn xông vào tấn công. Phản ứng lại, Hoàn, con ông Huấn dùng hung khí đâm Lê Văn Ý tử vong, ông Sinh, Rin và Tuấn bị thương. Ông Huấn còn dùng gậy tấn công ông Sinh và nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Sau sự việc, ba cha con ông Huấn đã tới công an đầu thú. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Phương Ly cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ đến quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!